Chào quý anh chị và các bạn nha. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Now. Và hôm nay nữa quý anh chị, em sẽ nói về một cái vấn đề sau. Đó chính là ai đứng sau lưng ông trùm Alibaba trong 3 năm nay. Và ông trùm Alibaba chính là ông Nguyễn Thái Luyện, là CEO của tập đoàn Alibaba hay địa ốc Alibaba. Trong 3 năm vừa qua đã lừa hơn 6.700 người và thu về số tiền là 2.500 tỷ đồng. Và cái người đứng sau lưng của ông Trùm còn có quyền lực lớn hơn của ông Trùm, lớn hơn ông Luyện cực kỳ nhiều luôn quý anh chị. Đó là một người phụ nữ cực kỳ quyền lực đứng sau lưng ông Trùm. Và ok, bây giờ mình sẽ xem thử người phụ nữ đó là ai nha quý anh chị nha. Thì anh chị đã biết rồi, bao giờ cũng vậy, đằng sau lưng của sự thành công của một người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ quyền lực đứng sau lưng ông trùm của tập đoàn địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Luyện, đó chính là bà Võ Thị Thanh Mai. Ai chính là vợ của ông trùm lừa đảo Alibaba quý anh chị. Cái đây là một cái tip mà một cái bài báo mình mới vừa đọc trên mạng, đó là chân dung vợ ông trùm lừa đảo Alibaba. Cái vụ việc là Alibaba có lừa hay không lừa thì mình hãy để các cơ quan chức năng vào cuộc và đưa ra cái kết luận cuối cùng. Và hôm nay mình sẽ xem thử bà Võ Thị Mai này là ai, là chính là người vợ đứng sau lưng của Nguyễn Thái Luyện. Và bây giờ mình xem thử bà Võ Thị Thanh Mai này là ai nha quý anh chị nha. Thì vào chiều ngày 24 tháng 9 ấy quý anh chị, thì cơ quan công an đã triệu tập bà Võ Thị Thanh Mai, người vợ hiền của ông CEO Luyện và cũng chính là tay hòm chìa khóa của tập đoàn Alibaba. Và bà Mai là người nắm giữ toàn bộ cái tài sản cũng như là vấn đề tài chính trong tập đoàn Alibaba. Và bà Mai cũng chính là cánh tay trái đắc lực và là hậu phương vững chắc của ông trùm Alibaba. Ok, và bây giờ mình sẽ xem thử bà Mai là ai nhé quý anh chị nha. Thì bà Mai có một cái biệt danh đó là Mai Alibaba. Đó là biệt danh của các cộng đồng mạng phong cho bà ta. Thì cái tên khai sinh là Võ Thị Thanh Mai. Ngày sinh là ngày 11 tháng 9 năm 1987. Quê quán là tại Đồng Hới, Quảng Bình. Chức vụ tại công ty địa ốc Alibaba. Và hiển nhiên ở Alibaba, bà Mai giữ những cái chức vụ cực kỳ quan trọng. Thứ nhất đó là giám đốc tài chính, người phụ trách pháp lý của công ty Alibaba. Cái thứ hai đó là giám đốc công ty Ali Law Firm và giám đốc của công ty xây dựng Maluna. Ok, quý anh chị thấy không? Bà Mai giữ cái chức danh chính là giám đốc tài chính. Thì bà Mai chính là người giữ toàn bộ về vấn đề là tiền bạc và cánh tay trái đắc lực của ông Trump, ông CEO Nguyễn Thái Luyện của địa ốc Alibaba hả quý anh chị nha. Và hiển nhiên chồng của bà Mai chính là CEO Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch công ty địa ốc Alibaba quý anh chị ạ. Thì như thông tin mà mình mới vừa nói quý anh chị, thì bà Mai là vợ của CEO Nguyễn Thái Luyện, hiện đang đảm trách cái chức vụ đó là giám đốc tài chính của công ty Alibaba, đồng thời còn giữ luôn cái là chức vụ đó là giám đốc công ty Ali Law Firm. Và sau này cái công ty này chính là đại diện pháp luật là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, 24 tuổi, quê ở Tiền Giang quý anh chị ha. Sau này thì đại diện pháp luật là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, 24 tuổi, quê ở Tiền Giang. Thì chị Nguyễn Huỳnh Tú Trinh này có cái lai lịch như thế nào thì mình sẽ làm clip khác ha quý anh chị. Ngoài ra bà Mai còn là người đứng tên đại diện pháp luật của công ty xây dựng Maluna. Hai công ty này đều có cái văn phòng đại diện tại số là 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh nha quý anh chị nha. Cái cặp đôi Mai Luyện này chính là tay hòm chìa khóa trong nhiều vụ lừa đảo khách hàng. Và hiện nay đã lừa đảo lên tới 6.700 khách hàng. Và số tiền thu về theo cái cơ quan điều tra hiện nay là 2.700 tỷ đồng.
Và trước cái vụ việc mà ông CEO Nguyễn Thái Luyện và công ty bị khởi tố, vợ chủ tịch của Alibaba bức xúc và có nhiều chia sẻ trên trang Facebook cá nhân đó quý anh chị. Và ok thì mình sẽ để một số cái lời chia sẻ của bà Mai trên trang Facebook cá nhân, quý anh chị sẽ xem thử nha. Bà Mai thể hiện sự bất bình trong cái vụ cưỡng chế đất ở Bà Rịa nè, ở Tóc Tiên thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị. Rồi trên trang Facebook bà Mai còn cho rằng có người giả mạo Facebook của chồng và có những lời cuồng ngôn công kích giới báo chí. Còn bên cạnh đó thì bà Mai còn bày tỏ xót xa và muốn đoàn tụ cùng hai nhân, là hai nhân vật đó chính là Sếp Trinh và Trần Quốc Tỉnh, hai người đang bị công an Phú Mỹ tạm giam về tội hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Và theo thông tin thì mình tìm hiểu được thì khi cái công ty địa ốc Alibaba này thành lập ấy, bà Mai là người có 10% cổ phần trong tổng vốn điều lệ 1 tỷ đồng của công ty. Toàn bộ số tiền sau hơn 1 năm hoạt động là 1.600 tỷ đồng. Và dòng tiền do khách hàng đóng vào đều được đôi vợ chồng Mai Luyện này giám sát rất là sát sao. Thì cụ thể vụ việc là vào chiều ngày 24 tháng 9 thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành triệu tập gần 20 người gồm các lãnh đạo của địa ốc Alibaba và các công ty con và trưởng các văn phòng giao dịch ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai, Bình Thuận lên để làm việc. Thì trong số 20 người này thì có cả bà Võ Thị Thanh Mai là vợ của Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch công ty địa ốc Alibaba, và ông Nguyễn Thái Lực, em ruột của ông Luyện, và được biết ông Lực năm nay vừa tròn 20 tuổi thôi. Vậy thì toàn bộ gia đình của ông Luyện đã nhúng chàm và hàng loạt các người thân của Alibaba cũng nhúng chàm luôn. Và mình xin nhắc lại thì ông Lực á, hiện là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh ở Bà Rịa Vũng Tàu và cái công ty cổ phần địa ốc Long Thành Ali ở Đồng Nai. Một trong những cái sự kiện mà khá nổi bật đó là cái vụ việc là cưỡng chế lô đất ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ vào giữa tháng 6 năm 2019. Thì ông Lực là người đứng tên chủ sở hữu lô đất này. Và theo điều tra sơ bộ của các cơ quan chức năng đó quý anh chị, thì công ty Alibaba đã thành lập 22 pháp nhân sử dụng người thân quen đứng tên đại diện pháp luật để ký nhiều hợp đồng mua những cái khu đất nông nghiệp và những cái khu đất rừng và những cái khu đất không phải là đất thổ cư ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Thì cụ thể trong số các giám đốc công ty bị triệu tập thì có ông là Nguyễn Huy Phúc, là giám đốc công ty cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở là ở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có văn phòng đặt tại đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức. Đó chính là cái công ty Chiến Binh Thép đó quý anh chị ha. Đợt vừa rồi báo chí có đưa tin đó quý anh chị. Ngoài ra còn có bà là Trương Thị Hồng Ngọc, là giám đốc công ty cổ phần địa ốc Tia Chớp, trụ sở cũng ở xã Long Phước và có văn phòng đặt tại đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, Thủ Đức quý anh chị. Và nếu mình nhớ không nhầm thì địa chỉ ở đây chính là 183 Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức. Hôm nào mình sẽ ra đó và mình sẽ xem thử cái trụ sở này như thế nào quý anh chị ha. Mấy hôm nay thì mình không có đi ra Thủ Đức nên bởi vậy mình không có chia sẻ được quý anh chị cái cơ sở ở ngoài đó như thế nào. Thì ban đầu cái tên Alibaba làm nhiều người liên tưởng đến cái tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma. Tuy nhiên cái ông trùm đó là ông trùm của địa ốc Alibaba chính là Nguyễn Thái Luyện chia sẻ. Thì ý tưởng đặt tên công ty này dựa vào câu chuyện là Alibaba và 40 tên cướp. Thì ok, thì hôm nào mình sẽ làm cho quý vị một cái video về cái truyền thuyết của công ty, đó là đặt tên công ty Alibaba không phải là dựa theo công ty Alibaba của Jack Ma, mà đó chính là câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Đó một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn luôn quý anh chị ha. Đó, bởi vì một câu nói đùa mà hình thành một công ty
và suốt 3 năm đã gây ra cái vấn đề thiệt hại cho tới 6.700 người và cái số tiền là 2.700 tỷ đồng đến thời điểm hiện tại. Ok, thì hôm nay mình có chia sẻ với anh chị về cái người mà âm thầm đứng sau lưng ông Luyện và là một trong những người cực kỳ quyền lực, đó là người phụ nữ đằng sau lưng và là người phụ nữ hậu phương của ông Lực, đóng một vai trò không hề nhỏ, đó là một cánh tay trái của ông Lực trong toàn bộ cái quá trình 3 năm hoạt động của công ty Alibaba. Ok, thân chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của mình. Mong rằng quý vị đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nha.